Đây là trò chơi máng trượt để đưa du khách xuống thác Datanla. Mời quý vị cùng Thịnh Nguyễn sẽ thưởng thức cái cảm giác giữa rừng thông cũng như tốc độ của máng trượt này như thế nào. Để đảm bảo an toàn thì các máng trượt từ xe trước đến xe sau phải cách nhau khoảng 25m và tuyệt đối là không được đụng xe phía trước. Chính vì thế dọc đường đi quý vị thấy có những nhân viên của khu du lịch Datanla phải đứng nhắc nhở các du khách. Đây là một cảm giác hơi nhanh chút xíu thôi này. Thắng lại đây. Sắp tới thì Datanla sẽ đưa vào khai thác một máng trượt mới với chiều dài khoảng 3 km. Lúc bây giờ sẽ tạo lên những cảm giác mới. Vui lòng làm theo chỉ dẫn sau đây. Phải kiểm soát tốc độ trượt để không gây nguy hiểm cho mình và những người khác. Tuyệt đối không được đụng vào xe trước. Và lưu ý phải giữ khoảng cách 20m sau mỗi xe. Trân trọng cảm ơn và hân hạnh phục vụ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.